Nói đùa thôi bạn Vũ, hiểu anh Cập chứ, anh chủ tịch anh rất rất Rồi, có ai thắc mắc gì ở đò không? Anh nói chơi thôi chứ qua. Nói như vậy đi, khổ quá, vụ này bỏ dấu chữ thì tao nói vậy mà tôi cũng chưa hiểu nè. Vậy sẽ trình độ tôi bay tới đâu trời? Đôi lúc á, khi người ta mệt mỏi, người ta vẫn nói là qua ta học được cái câu là bọc ở trong cái phim gì gọt thể gọt nét. Bà rờ đầu ngỡ bà hỏi ngày hôm qua bộ ngủ không có đắp mền hay sao nói sảng gì con. Cái cười ta ở ta nghe ta cười khạc 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 học được câu đó. À, nói một cách khác chăng nữa, bây giờ cái gì cũng vậy, bất kể đạo gì đạo nào, khi mà anh tinh thái quá, anh tinh tính mức độ coi như là không còn biết trời trăng đất nước, anh chỉ dễ dàng bị lợi dụng và người ta chỉ xác động để trái lại đi theo Đúng rồi. được. Cũng giống một cái câu nói rất ư là chính xác nhưng mà hài hước, tao nghĩ hài hước. Tự nhiên năm 1954 tự nhiên cái ông kia, cái ông gì vô thùng phải không, ông nói là Chúa đã vào miền Nam rồi, Giang sách Ngôn kinh Thục. chạy vô rồi, đủ má Chúa đâu chạy vô đang chờ đủ đủ mà nghe nói là tức cười rồi, nhưng mà thôi kệ, cái chuyện đó là chuyện của họ, mình không có thể quyền nói tới, như đó là chuyện lịch sử đã qua rồi, mình không muốn nhắc tới. Bây giờ nói chuyện tương lai, bây giờ bà hỏi mày thẩm nghĩ đi, tất cả những cái đất nước á, mà theo đạo Thiên Chúa đó, thì đa số những đất nước đó đều nghèo. Có nghĩa ví dụ như bây giờ mình đã qua mà qua Tây Ban Nha hoặc là Mexico, mình thấy không đủ 100% đạo nó là coi như là đạo Thiên Chúa hết á, mỗi lần họ làm lễ rước Đức Mẹ này kia mà thấy bị kinh khủng luôn á. Mà thấy bất cứ thấy càng nhiều tôn giáo như nào thì cái đất nước là càng nghèo, mình thấy đó là con học chứng minh rồi, cái chuyện mình đừng có cãi nữa. Bây giờ tao nói mày nghe, hồi xưa tao đi làm trong hãng á, mấy cái người đạo Hồi á, nó ác ở chỗ này đủ, mới là cứ 3 4 tiếng vậy mấy ông quỳ được, bất cứ ở đâu ở ngoài đường cũng vậy, có đeo theo cái ni lông đủ quỳ xuống lại lại tới đúng giờ mà lại lại Đức Allah rồi cái rồi Allah thì mấy ổng là coi như là ghê lắm, coi như mấy ổng cuồng tín lắm. Tại đây là chuyện Dạ vui đó nhưng mà như, đây là chuyện vui nhưng mà có thiệt ở nước Mỹ này. Ê, thì thường thường đa số những người đó là họ không có làm trong cái hãng được, tại trong hãng ở đâu nó quy luật của nó là nó làm phải làm 8 tiếng chứ không được làm đủ, phải làm ấy, làm cái kiểu mà 2 3 tiếng hồ vô nó cũng quỳ lại, đâu chỗ nào quỳ lại trong hãng của người ta mà sao quỳ lại được. Thì mấy ông này thường thường là đi taxi, chạy taxi thì lúc mà chuyên môn đó ở ngoài phi trường không à, thì có một trường hợp này nè, thì ông lái một thằng Mỹ đi bên đội bên đội địa nó về bên cửa bên bên này, cái xong cái rồi cái kêu taxi thì có thằng Africa cũng là đạo Hồi đang lái ngon lành phi quay cái đủ đúng tới giờ, ảnh tấp vô trong lề độ mát, cái thằng ngồi Mỹ ngồi sao nó không biết chuyện gì, nó hỏi chưa broken là nó hỏi xe bị hư á, thằng kia nó nói no đủ má ra làm sao, anh lấy tấm vải đủ mà anh chung vô trong cái chỗ cái lề phía bên lề, anh quỳ xuống lại lại quá trời lại đồ má, cái thằng kia thằng Mỹ nội trên nó quảng quá đồ má, nó kêu kiếm bột bột đồ má. Nó thấy cái này làm gì ghê quá chạy tới đồ chứ là một tới đồ mà hỏi làm gì vậy, nó kêu nó lại đồ tôn giáo của nó là vậy, tôi nói mày đang chở khách mà đồ má khách bỏ ngồi xe mà nó xuống nó lại à đồ má, rồi tôi mua đất đồ má làm cho ảnh một cái tiết kiệm phí phạt, mày nghĩ về cùng không, có nghĩa là cuồng tính đến mức độ là đang đi freeway ở ngoài xe chạy đùng đùng vậy mà anh muốn xuống lại là anh lại đủ coi như là bất kể thân thể luôn, À, có nghĩa là chết cũng không không sợ mà sợ chỉ khổ gì á, mày thấy rõ cuồng ràng đó không đó. Bây giờ Dạ. bây giờ chiến tranh ở thế giới này là chiến tranh tôn giáo chứ không có chiến tranh gì cho mẹ tôn giáo, từ bên Trung Đông mà thấy không, từ Iran Iraq Palestine này kia nó tranh giành miếng đất của hồi xưa là gọi là đất thánh đó. Rồi xong rồi mấy cái tiếng là Syria là đa số xảy ra đều tôn giáo nội chiến, kể cả Philippines bây giờ độ nội chiến cũng tôn giáo luôn, thấy không, đạo Hindu Hủ Điết gì đó rồi nó quýnh nhau thì sẽ cũng là Dạ tôn cũng giáo luôn, chứ đâu có còn kiểu gì xưa nữa. Ngày xưa thường thường nó là ý thức hệ tư bản với lại cộng sản, nhưng bây giờ đâu còn chuyện nữa, chỉ có cái đám bên này chống thôi chứ còn ai chống, khổ vậy đó. Dạ đúng rồi, chủ tịch có anh Đức Tổ nhắc cho chủ tịch chở cá kìa. Nói chung á, nãy giờ để anh cầm nữa không? Bây giờ mới anh cầm đi mới ngắt lời để anh nói. Anh ai quy à, anh nói một cái câu này là Dương không đồng tình. Anh nói là người dân xuống đường là người dân tự quyết. Vậy cho anh đi, anh xem coi diễn đàn của Tân Thái, diễn đàn Benny Chương, diễn đàn mấy dân chủ cụi như thằng Sim Thái đâu. Chẳng những xúi dân xuống đường còn chỉ cách Ờ người đó dân.
Thôi cũng nói giống thật như ngày hôm qua tao qua con nhỏ Hàm đi. cái đó là cái ngu nhất, một cái đó là cái ngu nhất, xúi người dân là nó đi xuống đường, chẳng những đi xuống đường còn phải mang theo nào là bột ớt này, axit Cái nè, đó đồ rồi mà nào là hôm qua xăng cái nè. bà gì đó, bà Lisa Nguyễn hả, đã nói rồi thu được cái clip đó, cái video đó đưa vô ở Việt Nam mình đó, thì đưa vô cái chỗ tòa đại lãnh sự quán của Mỹ đó, bộ ngoại giao của Mỹ đó, Việt Nam mình đó, lấy cái đó đưa trình bày nó là hiện giờ nó có một cái thế lực gì đó chống phá đất nước bằng cái đó, có hình ảnh đàng hoàng, có video clip đàng hoàng xong rồi đó, để bỏ vô. Còn cái vấn đề coi như là biểu tình biểu tiết thì tao nghĩ chắc là không có đâu, tại vì thực lực ở đây cũng không có là cái gì, nhưng mà nó khổ cái chỗ là người dân mình á, người hiểu biết thì ít, mà cái người mà không hiểu biết cái bán cá bán chợ, mày chợ rồi thì người mà đồ không bao giờ đọc tin tức của mẹ gì bị xác động đi, giống như gì rồi đó 10 tháng gì tháng 10 đó, thì những người đó mình chỉ sợ những người để làm đường lạc lối thôi, còn cái chuyện bây giờ đất nước ta đang yên bình hạnh phúc như vậy rồi mà sung túc như vậy, tự nhiên nó liên phát, tao thấy hơi chuyện vô lý. Mà hở ra cái là bắt đầu, bởi vậy tao qua bên Tân Thái tao mới comment có mấy câu à, là đồ nó lắp mà rồi lắp cái táo rồi, tao giờ tao không có vô được, mà tao nó lắp nhiều khi nó lắp tao, mà nếu này tao không biết nó là ai, nó không lắp trước rồi nữa, đủ kỳ, tao không hiểu đủ quái này, vậy tự do mẹ gì nó nói mà nó không được. Còn cái chuyện mày nó hơi nói cái chuyện mà coi như Có nghĩa bị là hả? trước Sao lắp sao em nói đi. lắp trước lúc anh phát hiện đúng không em? Tao không biết là ai nữa, bây giờ tao vô đâu có được đâu, bệnh chứ đi. Rồi hôm qua hôm kia tao có vô con nhỏ gì không biết ai dẫn tao vô ta. Nói gì cái gì ta quên mẹ tên à, Mã Tiểu Linh. Ồ má, một bên sủa một bên ấy, hai bên sủa quá trời đất rồi, xong nghe nó cái vụ y tế rồi khám bệnh rồi có cái được bằng xong rồi, mày muốn khám bệnh được vậy là mày đóng thuế chết mẹ mày luôn ở đây. Tao nói rồi, nói rồi đóng đủ mà đóng mà không được dám không mà không dám đi, thì cái tiền đó là nó có một cái quỹ. À Thằng con nhỏ kia nó tùm lum tà la lũ, mắng ngồi ăn chơi không có có tác phải dụng là lúc mà Mã Tiểu Linh nói chuyện gì với cho có xã một hội, chứ không phải nhỏ lời bên hưởng đâu mà ngộ ghê vậy lũ. bây giờ nói tới cái điểm đó đó thì em có nghe được một đoạn em rất ư buồn cười. Buồn cười nó nói ở đây á là cái nơi đổ rác của Đa Phước. Đó 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 Mà cái đổ sao rác của Đa Phước này là cái cái công ty dịch vụ rồi dịch vụ môi trường của ông ta biết David Dương. Dương là một Việt kiều. Đúng rồi anh. Mà nếu mà tính ra con bé này nó không biết mà nó nói, nếu mà tính ra từ cái Đa Phước này mà đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng á mà em tính theo đường chim bay á nha thì nó rơi tầm độ khoảng 15 cây số. Mà anh nghĩ nó nói là cách 15 cây số mà nó nói là từ cái đó cái mùi rác ở đó mà nó bay đến tận cái khu phố Phú Mỹ Hưng Tao rất khổ ghê là đồ một mà cái nhắc điều mà tao em nghe nói là mắc cười rồi. Nhưng mà đồ sẽ không có cái câu gì mà tao comment nó lóc tao nè, cái xong cái vụ mà rác 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 em chưa đó, vụ đó rác 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 xong cái con nhỏ kia trời ơi bây giờ đã không có thể đủ thừa được, cái này là do người dân ta không ý thức, người ta chỉ biết sạch cái nhà người ta thôi, còn ta bao nhiêu rác ta lùa ngoài đường đồ, người ta đánh mấy chữ rồi thế mà cũng đòi la đảng đồ, nó rác mẹ luôn đồ, mà chưa kịp nói câu nào đồ mất ba chữ rồi Ủa, vậy là nó lóc lóc mẹ rồi rồi. hả? Rồi xong rồi cái đầu em có nghe Mã Tiểu Linh nói một câu nó ủa tại sao vậy? Có nghĩa là không, tại sao cái giải pháp nó cũng dễ mà, có nghĩa là người dân mà lén đi vứt rác ở ngoài đường cũng dễ mà, tại sao không gọi là cho người trực ở đó, nếu bắt được người đó phạt một lần cho người ta sợ. Thật sự là em coi lại rồi nên em không comment, chứ nếu mà em coi trực tiếp em comment lên Thì rồi. tao còn mang được ba chữ À, nếu đó mà gọi thì nếu mà gọi là bắt kiểu đó thì nó kêu là gọi mà là bây giờ đàn nó áp xác nhân nhận là dân nó nữa. xác nhận là người dân mình dân trí thấp không có ý thức của tụm lum tà la trên trời, tôi nói đủ má vậy được má, mày đòi ra đảng buổi sáng nó sáng bầu lên trưa nó quýnh chết mẹ luôn, nó quýnh lậu không cũng chết mẹ rồi rồi má, nó lóc mẹ luôn rồi khổ vậy, rồi người ta đâu có vô được đâu Em nữa. nói em nói Thì nên em nói Mã Tiểu Linh đó là em có xem.
nói thôi quang thang bị con kia thì nó khoe bên Mỹ là đồ vô đó được ăn đồ buổi trưa rồi ăn nước sữa chút chiếc gì, tôi nói đủ mà. Ở đây đủ mà cái gì đóng tiền nhiều vô đi thì được, bữa đây có Việt Nam cũng có thôi, dụ mấy cái đâu có hai không có. Tao có nghe cái gọi là mày mua bảo hiểm rồi nhiều tiền đó, mày có tiền đóng bảo hiểm vô nhiều tiền thì mày vô bệnh viện mà coi như là thống nhất gì đó rồi thì mình có đầy đủ chân trời đó cái gì. À đúng Đủ mà không đóng tiền, mày không kể đóng tiền là bạn nào trên mà bắt người ta phục vụ mày, phục vụ sao? Rồi ta. Anh muốn nằm một mình anh một phòng, anh muốn nằm một mình một phòng, coi như là tủ lạnh, tivi hay là các mọi cái các cái dịch vụ đều có hết thôi. Quan trọng nhất anh mua cái bảo hiểm của anh là bao nhiêu tiền đó, đơn giản vậy thôi. Chứ còn bây giờ không đóng đồng nào cũng đầu vô đó nằm ở, không biết đây tài xế Nguyễn Lanh còn đây không, giống như tài xế Nguyễn Lanh nè, giờ có mẹ đúng không, giờ có mẹ mình sanh ra mình, bây giờ nuôi có một bà mẹ thôi, mua bảo hiểm thôi mà giờ đi nuôi mẹ mà cũng đem Đây lên nè, đây cũng tính toán các đồng đầu gia đình tao đây nè, một riêng cá nhân tao đây nè, mỗi tháng tao chưa đi là tao không đi làm, nhưng bà xã tao khô bờ thì một cái check như vậy thì nó trừ khoảng gần 300 tiền là bảo hiểm y tế, nhưng bà hai chồng đâu có dám xài, không dám xài, có nghĩa là không có dám đi bệnh viện luôn. Chứ đâu phải kiểu như mà nó nghĩ mà nói xạo hở cái gì đâu, bệnh viện không có tốn tiền, con cái đi học không tốn tiền, mày cứ bỏ được bậc thế rồi đâu. Nói hoài nói mãi và không phải riêng tao, tất cả mọi người đã sống bên này, bên nước ngoài, kể cả châu Âu này, Pháp có, Anh có, người ta đã nghĩa rồi, mà ở đây nó vẫn cứ moi moi ra, nó cứ nói cái gì đó hoài. Tiền đâu, mày không đóng thuế lấy tiền đâu mà bỏ cho quỹ an sinh xã hội. Dạ đúng rồi. Vậy mà nó cứ cái nói gì rõ, nó vậy đòi mình là phải là phải được quyền là đi học không tốn tiền. Đủ, mày không tốn tiền, mày cứ đóng thuế, mày không đóng thuế thì đơn tội trên gầm mắt, toàn là cái thứ gì toàn mơ hồ quá. Thái sao trên trời không tị đâu, bỏ cho mày. Ở đây tụi tao sắc mặt luôn, có nghĩa là hồi xưa tao đi làm chưa đi thai thì mày phải hiểu cái điều này, khi mình đi là những người đi làm đóng tiền thuế nhà nước đó sẽ bù lỗ vào cho những người ăn qua phê hoặc là những bảo hiểm y tế, tất cả tất tập kể cả cầu đường sửa chữa, có lấy tàn nhẫn đó, có lấy trước khi mày lãnh lương ở luôn, trừ trước rồi. Trừ trước, trước đó là có nghĩa là làm cái gì rồi đòi đãi xong rồi ha, ra ngoài chợ mua bất cứ một cái món gì đều có cộng thuế vào nữa, khấu trừ thuế từ cái phone, từ thức ăn, từ cái gì đủ thứ, kể cả bông gòn luôn cũng phải cũng có cộng thuế vô đó. Như vậy đó, biết như vậy thì mới có tiền mới bỏ vô, trong kia thì mày mới có bảo hiểm y tế phi rồi xong rồi mày mới có đi học không có tốn tiền chứ, đủ mày không có đồng bạc nào chứ, mày lấy cũng cất gì tiền đâu bỏ vô. Rồi em có đọc thêm một cái comment, em mắc cười, em nói là có một đứa nào nó comment, nó hỏi là ủa chị, hình như mình đi học trễ rồi á, là có xe buýt tự nó đến nó rước mình phải nữa rồi, đúng không chị? Đủ rước quẹ đủ má, chị toàn thứ ngu không tào lao. Em nghe em mà qua em buồn cười ở này, cắt cái trường học bên hai the school của thằng con trai tao hồi xưa tao học á thì nó gần quá, nó dưới ba mai chỉ có quyền được là trên ba mai thì xe buýt nó phải ghé nó rước, nó vẫn chạy đường này nhưng mà nó không cho con lên, tại vì cái nhà của mày gần dưới ba mai, trên ba mai thì dưới ba mai không lên đủ, nó có luật đàng hoàng đủ, phải có xe buýt nằm đó vậy mà nó không có rước, tại vì nhà của mày gần quá ba mai, dưới ba mai tào lao đủ mà ở còn lâu ở còn học trễ hả, trễ con khỉ đủ ai rước mày trời. Mày nghĩ tất cả những cái đó cũng là tiền thuế của tụi tao thì tao đi làm tao đóng, mày hiểu không? Đúng rồi đó, cũng tiền anh ra rồi. Rồi xem em còn nói thêm một cái này nữa. Em nghe hôm bữa em nghe lại cái của em là hơi lật lên chút xíu, là của Tân Thái nói chuyện với Luli, mà Tân Thái ví dụ một cái là đang đi trên một cái đường cao tốc, cái xe cách xe của Tân Thái là ba xe chở một cái niệm bị bay xuống đường, mà Tân Thái là dừng, Tân Thái dừng lại là dừng tới chiếc xe thứ năm là cảnh sát nó xuất hiện. Ý Tân Thái nói là cảnh sát nó nhanh quá, thì theo em nghĩ thì đơn giản thôi anh. Chuyện đi. Cảnh sát bên Mỹ họ đó là ngày ta thành đó là ngu quấn rồi vậy. Mới gọi cảnh sát tôi quay đó, cảnh sát là ở trên cái ở trên hồi xưa ta kể chuyện này thì cho mình gác cho tao đỡ. Dạ. Nên cái gì á họ cũng nghĩ họ tung hô Mỹ, nhưng mà họ không biết rằng á Mỹ có những cái đoạn đường, nó có những cái đoạn đường hơn thì gặp hai freeway là cảnh sát nó ở gần đó. Hiểu không? Cái highway, cái freeway của Mỹ này nó dài lắm. Thí dụ như cái đồi từ cái đầu đường này
bây giờ nói trong local nó nói một cách nhỏ nhỏ trong cái thị trấn nhỏ thôi, chứ còn đừng có nói đi quay mà đi xuyên bang thì lâu lắm, tại khoảng cả có thể là 3-40 bay là 4-50 cây số mới có mà chạy xe cảnh sát, thì thường thường nó gọi là tuần lưu á, bị ra mà dùng tuần lưu là cái xe cảnh sát nó chạy tới chạy lưu cho cái hồi xưa tao có đi qua bên Wisconsin tao chơi thì tự nhiên tao thấy đủ mắt cái xe cảnh sát nó rượt xe kia, nó quay đèn nó hú còi rượt xe kia, đụng mình ngồi mà thắc mắc, mình mới nói đủ sao kỳ ta, đủ cảnh sát đâu hay vậy, thằng này nó bị gì mà đủ cảnh sát được. Mày phải hiểu cái điều này, tức là ở trên freeway cái hàng ngàn chiếc xe đang nối đua chạy thì đủ mà làm sao mà cảnh sát nó biết cái xe nào bấm xe nào mà nó rượt. Mày phải hiểu gì rồi, tức là cái người đi sau, thí dụ ta lái xe cái thằng ở trước nó chạy lạng hoàng, tao nghi ngờ đó nó bị xe rượu, thí dụ vậy đi, thì sao tao gọi police, hiểu tao nói không, cái người đi sau gọi police. Dạ rồi. Xe đó màu gì, hiệu gì, mang bản số gì, hiện giờ đang chạy xe đó và tư thế lạng hoàng, thầy đó đang bị say rượu cho nên bị đó có thể gây ra tai nạn, có thể làm chết người, các cái người bị ảnh hưởng khu bà bánh là bị ảnh hưởng những người khác, yêu cầu cảnh sát can thiệp là bắt đầu luôn. Mà cảnh sát kia nó trực gần gần đó, tất cả những người cảnh sát mà gần cái chỗ đó thì ta chạy ra, nó coi những ai xích nó chạy ra nó rửa cái xe đó, tại làm sao nó biết cái xe đó màu gì, số bản xe màu gì. Hồi xưa tao không biết, đúng, ta nói ù mà nó hay quá mà. Tự nhiên xong có được nó hay, nó ép một kia vô lề, nó bắt quay đèn xuống rồi bóc xuống ra chỉa tá đã, tôi nói đùa cảnh sát Mỹ hay không, phải là cái người đi sau báo cho thằng đi trước. Dạ. Người đi sau thì tao báo cho lấy. Dạ đúng rồi. Đó đó là vậy đó. Dạ. À, nhưng mà những cái chi tiết đó thì nó đâu có nói. Đâu có nói. Cũng như hồi xưa tao đi đám ma manh tao. Đó mà anh tao ông tự giận ông chết, bị vợ bỏ cái ông thắt khổ ông chết. Cái lúc đó mà của ông á. Thì cái chuyện lo đó ma trai thì cái chuyện đó bên này thì không nói làm gì được, nhưng mà cái điều tự nhiên tôi thấy hai bàn cảnh sát chạy mô tô trước mở đường. Mở đường. Đồ tao thầm nghĩ trong bụng, tao nói ồ má. Sướng quá ta, đủ người chết đây cũng có mô tô mở đường vô nghĩa địa nữa hả? Đồ má đương giờ mà bên trong bụng tao mà nói trong bụng chứ mà không có tao nói ra ngoài. Sau này mới biết là té ra đủ má. Mày biết tại sao không? Đủ đó là người thân mình đi mướn đó, cảnh sát đó mày mướn á, mướn để làm chi mày hiểu không? Tức là bên Mỹ này là thường thường tất cả mọi người xe quan tài đi trước, tất cả người đi theo là đi bằng xe hơi, hiểu không? Không phải đi bộ giống Việt Nam mình, vì chỗ đó sau khi mà gặp cái đèn xanh đèn đỏ đó, đi tới cái chỗ liệm hoặc là cái chỗ thiêu đó, mình sẽ bị gián đoạn đi và mình người ta không biết đi chỗ nào. Thì cái nhiệm vụ của thằng cảnh sát mướn đó, mặc dù đèn xanh nhưng mà người ta vẫn cản lại để cái đoàn xe mang thì đi qua. Để chi để tao nối đuôi tới cái chỗ nhà già hoàng hoặc là cái chỗ mà chôn, mày hiểu nói không, cái thằng cảnh sát đó là mướn đó. Tao tưởng nó tự động nó tới chế độ mà tưởng đâu giữ gì ta ngon sướng gì ta, không phải cái gì cũng mướn, cái gì cũng mướn chứ. Thậm chí đi đám cưới cũng vậy, đi đám cưới trong một buổi tiệc đám cưới nha, tự nhiên thấy hai cảnh sát xuất hiện ở đứng trước mà nó không vô nhà, nó không vô, đứng ngoài trước nó chặt cái cầm súng trang bị vũ khí đàng hoàng đứng đó đó. Tụi tao mới thắc mắc, tao mới hỏi thằng Phong, cô cháu tao đám cưới nó mà nó không phải đâu mướn chết mẹ nó chứ ở nhà. Không phải là người đám cưới mướn mà cái nhà hàng đó nó mướn. Là vì sao? Khi đám cưới phải có rượu bia, mà rượu bia thì nó xảy ra cái chuyện nó ngăn ngừa những cái chuyện của nhà hàng của nó không bị ấy, nó mướn hàng cảnh sát tới đứng. Mướn luôn, đồ cảnh sát mướn luôn. Đó. Nên nhưng mà những cái điểm đó thì nó đâu có kể đó, ra hết. Đó. Không, đó. Dạ, tại vì á, giữa là nó so sánh là giữa coi như là cảnh sát Mỹ với cảnh sát Việt Nam. Cảnh sát Việt Nam mà kêu là giống như là gọi ổng đặt ra một cái giả thiết là giống như là nhà có cướp. Mà khi gọi cảnh sát tới là cảnh sát nó chờ cho thằng cướp nó lấy tiền xong rồi kể cả nó hãm hiếp vợ con xong mới tới. Ý nó nói. Trời ơi, đủ má, chuyện lầm quá, đủ má, thiệt mày, cảnh sát Mỹ, cảnh sát Việt Nam, hai cái khác bù trời bù vực. Nói một cách đơn giản như là cảnh sát Mỹ là rất là bạo lực, và nó chỉ làm theo luật thôi. Nếu biết thương ai, nó không có thương, và nếu nó thương, nó chỉ là luật là luật. Còn Việt Nam mình á, đủ má, nó xử phạt, tao thấy nó còn có cái tình nữa, hoặc là mày năn nỉ, mày xin tha, nó còn sao, còn Mỹ thì không có, Mỹ thì đủ, nó y ra lắp, bùm, có nghĩa là cái sợi dây như căng vậy đó, mày bước qua sợi dây là nó bụp thôi, chứ không có lộn xộn. Không có cái chuyện mà rồi ở đó mà năn nỉ mẹ gì được đó. Đủ mà nó kêu mà ngồi kêu đứng đủ mà kêu thổi tới đủ rờ dưới đủ nước đá nó chảy mẹ ướt ghế rồi. Mà toàn là đủ dân nó xạo mà đủ má.
bởi ta lên cái chuyện này ta nói rất là nhiều lần rồi, đủ má lo hùng hổ mở chỗ miệng về Việt Nam chửi không, mà ở đây đủ má nó gặp về gặp cảnh sát ha, đủ má nước đáy xuống chảy mẹ rồi, rồi đủ ướt cha rồi, đủ mẹ dám hả? Đứng ra mà đủ ra mà chửi đủ ê phát vô đủ nó quýnh chết mẹ luôn, nó quýnh cào má họng luôn, không hả đủ má mà chống cự ra đủ má nó bắn mày vỡ sọ luôn chứ ở đây không ai dám cự cảnh sát cả, đã không ai dám cự rồi bởi nó bắn lầm luôn á. Bởi vậy hồi xưa phải không, trong cái bài trong cái lúc mà ngày thi đi lấy xe, trong cái bài học của là được lấy xe của Mỹ á, cái câu cuối cùng để là gì, đừng tạo sự hiểu lầm, cái để chú ý là từng từ là sao, là khi đừng có tạo sự hiểu lầm cho nó tới đủ lúc nào vậy, một tay nó mở cái bao súng ra nó lên để nó nắm sẵn cái bao súng rồi, còn một tay nó gọt cọc nha, tiện nhiệm vụ của mình á là phải bỏ hai tay lên để chứng tỏ là mình không có đụng, là không có lấy gì hết á, đủ cái này để gõ cửa cái mà lục này là đủ với nó nã, tại nó đâu có biết, tại ở Mỹ này ai cũng có súng, hiểu tôi nói không, tại nó bụp liền. Mà thường thường ra tòa đó, khi mà nó họp báo mà bắn chết người mà nó thưa kiện là thì thường thường là ở quận hạt á, nó họp báo nó tuyên bố chỉ là công chúng hoặc là gia đình nạn nhân á, cảnh sát không làm gì sai, cái câu đó là cái câu bình thường á, câu đó là câu như là mà nghe riết mà chán luôn, mà nghe quen luôn thì thôi, đủ mà làm cái cặt gì đó gì đó, cái câu là câu cửa miệng cảnh sát nó làm cái gì cũng ấy rồi.